Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn trưa hôm nay ngày rất là đẹp, ngày siêu độc thân, ngày 11 tháng 11 năm 2022. Chúng ta đang có mặt đây là ngã ba Bùi Văn Ba và Huỳnh Tấn Phát, con đường Bùi Văn Ba đi vào chợ Bùi Văn Ba, và cuối đường thì có những chung cư rồi những căn hộ cho anh chị em công nhân ở đây. Và trưa hôm nay để mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở trên con đường Huỳnh Tấn Phát và đi tới cái khu xóm hẻm 1135 1135. Ở trong đó thì có rất nhiều cái con hẻm rất là chằng chịt. Hôm nay sẵn tiện đi qua công ty của Nị. Rồi bây giờ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi khám phá ha. Con hẻm 1135 nằm bên cánh trái của con đường Huỳnh Tấn Phát chúng ta đang đi đây, và bên cánh phải là số chẵn 350 rồi. Ở khu vực Huỳnh Tấn Phát này có hai quán bún bò cũng khá là đông, nhưng mà không biết có ngon hay không. Em ăn mới có một quán à, còn một quán bên kia chưa thử. Thì nói chung là ở đây cái tầm giá 50.000 là rất là ngon rồi ha. Ngon hay dở cũng tùy theo khẩu vị của mỗi người. Để đi ngang đây chia sẻ anh chị hai cái địa điểm này, nếu mà chúng ta có dịp đi ngang mình thử. Còn bây giờ là trưa 12 giờ, gần hơn 12 giờ. Ở Sài Gòn buổi trưa hôm nay thì không có nắng lắm, trời dịu mát, nên hôm nay dẫn anh chị chúng ta đi lòng vòng, đi khám phá, đi xem khu xóm. Gần tới bún bò Bến Ngự rồi đó, bún bò khá là đông. Không biết tới hay lố rồi ta. Con đường Huỳnh Tấn Phát này thì buổi chiều rất là đông công nhân tủa ra và đường phố cho nên đông đúc hơn. Đó, ta thấy đổ xăng nè, đổ xăng xếp hàng dài chờ rất là quải. Tại những đồng qua quán bún bò đó rồi phải. Ở đây gần với khu Nam Long, ở bên cánh trái là con đường Trần Trọng Cung đi vào khu Nam Long. Ở đây có quán nem lai vung 30.000 một hộp. Có nhiều cô bán bánh tráng trộn ven đường ha. Các bạn gái thích ăn bánh tráng trộn, đặc biệt là lứa tuổi teen. Chúng ta qua trưa quán bò trên kia, gần tới cầu Phú Mỹ. Mấy bữa thì em cũng có dịp thử một bên, còn một bên nữa hai quán nằm kế bên nhau. Mà cái khẩu vị thì cảm thấy cũng vừa chứ chưa có xuất sắc, nhưng mà so với ở khu vực này thì ở đây là cũng là quán ngon rồi. Bún bò Quế Bến Ngự và bún bò Quế gốc Sông Hương 587 và 585 con đường Huỳnh Tấn Phát. Để em quay qua chia sẻ anh chị bạn xem chơi nha. Nó có hai quán kế bên nhau, ở giữa là con hẻm chùa Quan Âm, bún bò Bến Ngự và bún bò gốc Quế. Thì bún bò nào cũng là bún bò gốc Quế thôi, chứ đâu có gốc Nam. Nó muốn bò Quế chứ đâu có muốn bò Nam đâu. Còn ở Sài Gòn thì có cái gì ta, bún bò viên, bún bò viên ở khu Bàn Cờ. Có loại bún khác, bún nhỏ. Bây giờ thì các trạm xăng đa số là người ta đóng cửa nghỉ, như bên trái nè, cửa hàng đóng cửa nghỉ rồi nè, không bán nữa. Rồi chuẩn bị chuyển qua xe điện xài. Đi xe xăng đổ xăng mệt mỏi. Báo thì đăng nói các cơ quan vào cuộc để tránh cái tình trạng giới hạn xăng dầu. Thì vào cuộc ngồi ngó thôi chứ làm gì giờ. Người trong cuộc phải giải quyết cho người trong kẹt thì mới được chứ. Ở ngoài thì mình chỉ thấy vậy thôi, cũng không có hiểu vấn đề như thế nào, tại sao và vì sao. Bây giờ đi đổ xăng thì có chỗ nó vắng, có chỗ thì đông, nhưng mà chỗ nào vắng thì hết xăng, chỗ nào đông thì đổ được 30, du di thì cho đổ 50, rộng rãi thì đổ nhiêu cũng được. Đó, đây là ngay chỗ cầu Phú Mỹ, bên phải là đường Nguyễn Thị Thập, và bên trái là Nguyễn Văn Quỳ đi vào cảng Rau. Đó, mà thấy ở đây xe container quá trời. Những con đường nào mà có container đi thường xuyên thì thường dễ hư hỏng. Tại ở đây không có con đường riêng dành cho container, nên thành ra những con đường xe máy, xe hơi đi chung thì xuống cấp nhanh lắm. Ở đây cũng có một cái xóm hẻm mà ngập kinh niên, ngập thường xuyên, dù nước lớn hay nước nhỏ. Bữa chúng ta có đi vào khu xóm hẻm bên trái nè, 7/19. Khu xóm này nhà rất là đẹp, nhưng mà ngập lụt quá, làm hư nhà, hư đường hết trơn. Do đây gần với sông, nó trũng nữa. Đó, xe bán dưa gan, dưa hấu. Con đường này là con đường chuyên sổ. Cứ chiều là cái gì cũng sổ, xe nào cũng sổ hết trơn á. Sổ mà không biết giá có sổ. Khi người ta nói sổ nghĩa là bán rẻ đó, tả hàng nghỉ sớm. Mà đôi khi cũng có nhiều xe người ta lạm dụng cái chữ sổ. Ở bên trái là số 765. Chúng ta đi tới chút nữa ha. Đi từ từ để mình nhìn ngắm con đường Huỳnh Tấn Phát ngày hôm nay nó như thế nào. Con đường đi thẳng về Nhà Bè. Các xe bồn. Xe bồn rút chất thải dưới cống. Không biết xe bồn đi xả ở đâu ha. Mấy nay ở Hà Nội cũng có cái trend của mấy xe bồn này nè, người ta hút ở các nhà dân đó. Đó rồi cái chiêu trò của người ta là hút từ nhà này xả qua nhà kia, cũng đút cái ống vô nhà vậy đó, nhưng mà không biết là có hút hay không, hay là thổi. mình đâu có biết hút hay thổi. Đó, cứ chỗ này thảy qua chỗ kia. Đó, thường những cái nhà người ta thiết kế thì những cái hố ga thì nó có một cái lỗ thoát khi mà đầy á, thì cái thổi vô thì nó đầy tới cái mí lỗ thoát đó thì nó sẽ thoát, nó không bao giờ nó tràn được. Đó, cứ thế mà xả, rồi cứ lấy nhà này hút xả nhà kia. Rất ít khi mà đầy xe lắm, hoặc là nếu mà khi đầy xe thì kiếm chỗ nào đó trống vắng vắng xả, chứ đâu có cái chỗ để xử lý. Cái xe cũng mang cái slogan là cái gì vì thành phố xanh sạch đẹp gì đó. Rồi nói chung là công ty cũng khá là lớn, không tin được. Đó, ta tới đây là 781 rồi. Các dự án bất động sản ở Sài Gòn bây giờ nói chung là ở Việt Nam luôn, giờ nó đang là bất động đại luôn. Ở đây có khu xóm hẻm 836, 824. Những khu xóm này đi vô đó thì nó rất là đông người, mà ở đó đa phần là những nhà trọ. Ở quận 7 này nhà cửa không hề rẻ, rất là đắt tiền ha. Người ta hay mua những căn nhà ở đây để đầu tư làm nhà trọ đó, nhưng mà giá trị là rất là cao. Mỗi phòng trọ thì có giá khoảng 4 triệu 5 triệu. Cái nhà lớn lớn thì xây được 10 phòng, xây cao lên nữa thì 4-50 phòng. Cho 10 phòng 40 triệu, 20 phòng thì 80 triệu. Để có 80 triệu mỗi tháng thì chúng ta phải bỏ ra một số tiền chắc cũng cả triệu đô, là khoảng 20 tỷ, cỡ 20 tỷ. Có tiền mới đẻ ra tiền nữa ha. Bên trái là số 1019 rồi, 1019 rồi. Đó, bên kia mà thấy có một cái nhóm đang chờ đổ xăng nữa. Giờ đi đổ xăng phải lựa cây xăng nào á mà vắng vắng, không lựa xăng nào mát để mình chờ cho nó thoải mái. Theo em thấy thì ở Nguyễn Văn Cừ với An Dương Vương á, nó có cây xăng ngay gốc ngay chỗ trường Đại học Sài Gòn á, Đại học Sư phạm á, có xăng ngay góc An Dương Vương. Ở đó có hai mặt tiền An Dương Vương và mặt tiền Nguyễn Văn Cừ. Nếu mà buổi sáng thì nắng sẽ chiếu vào mặt tiền Nguyễn Văn Cừ, thì chúng ta đứng đợi bên mặt tiền An Dương Vương để mình đổ xăng, xếp hàng đi vô cho thoải mái. Còn nắng buổi chiều thì cứ xếp hàng ở bên Nguyễn Văn Cừ thoải mái. Còn ở đây là sáng trưa chiều gì cũng nắng hết trơn nè. Đó, hai cây xăng đối diện nhau, mệt mỏi cảnh đổ xăng. Chỉ có 1-2 trụ bơm thôi. Đó, cây xăng nào cũng như cây xăng nấy. Thì xe hơi là khỏi đổ luôn. Có nhiều cây xăng giới hạn mấy chục ngàn thôi à. Xe hơi giới hạn 100-200 ngàn. Bây giờ chịu khó đi đổ nhiều chỗ thì nó mới đầy bình. Có anh chị và các bạn chia sẻ đổ bên cây xăng Petrolimex đó, cho nó ổn. Ở đó thì công ty phân phối xăng dầu chính của quốc gia là ổn, mà không thấy có ổn đâu, y chang vậy à. giống như một hiện tượng gì đó mà cũng không hiểu. Thiếu xăng dầu. Rồi chúng ta tập trung tới khu xóm hẻm này chưa ha? 1135 tới 1115. Khu xóm trọ rất là đông. Bên đây 1135 bên cánh trái nè. Để em mời anh chị chúng ta đi qua đường, mình sẽ đi vô khu hẻm này ha, để xem khu hẻm này nó đông đúc như thế nào. Để khi mà xem trên bản đồ thì thấy khu xóm này cũng khá là đông, và ở trong đây cũng rất nhiều nhà trọ. Đó, qua đường. Rồi chúng ta đi vào khu xóm hẻm ha. Hẻm có lộ giới là 6,5 m. Nhưng mà mình thấy nó hơi là nhỏ. Này khoảng chừng 2 mét mấy, 2,5 m. Vậy là nếu mai xây nhà mỗi bên nó phải thụt vô là 2 mét. Chính xác luôn, thụt vô 2 mét. Khi mà người ta làm lộ, làm đường thì nó không ảnh hưởng cái kết cấu được. Đó, có nhà thì xây mới thuộc vô ha, có nhà chưa xây vẫn còn nguyên. Đó, mình đi vòng trong khu xóm này. Hình như xóm này thẳng ra được đường Đạo Trí luôn thì phải. Đó, nhà đây cũng khá là đẹp ha. Mà đây chắc là bị ngập. Ở đây buổi sáng giống như có chợ vậy đó. Ở đây có rất là nhiều hẻm hai bên, và những hẻm này rất là nhiều nhà trọ luôn á. Ở trong xóm này có nhiều nhà người ta đang xây quá trời luôn, xây kiểu nhà trọ. Những cái hẻm nhỏ cánh trái hay bên cánh phải á. Cuối hẻm này đi đâu nha. Con hẻm ở đây ngập thường xuyên nên mình thấy rong đóng. Mà đóng rong xanh luôn cái nền đó. Rồi bắt đầu tới đường đá rồi nè. Ôi ổ gà, ổ voi. Bên phải là công trình gì đây? Càng đi cuối hẻm thì cái số lượng nhà ít đi. Đó, ông ta thấy cái hẻm bên trái nè, nguyên khu xóm nhà trọ nè. Đó, và ông thấy cái nền nó cũng thường xuyên bị ngập á, nên nhìn thấy phù sa nó còn động lại. Cuộc sống này nhà trọ đông dữ. bên phải là khu đất trống. Đây vẫn là hẻm 1135. Có xe ba gác chạy ra. Ông ta đi cuối đường rồi đi đâu nha. Con đường này là thường xuyên bị ngập nè, nó còn nước động nữa nè, như con đường mòn ở dưới quê vậy đó. Ở Sài Gòn nói lớn thì không lớn, mà nhỏ thì cũng không nhỏ, nhưng mà đi hoài không hết. Mỗi khu xóm nó có mỗi cái nét đặc trưng. Theo bản đồ thì ở đây được ra tới đường Đạo Trí, nhưng mà thực tế thì không biết như thế nào. Đây có cái kho xưởng làm kiến, lại cái chỗ để cần cẩu, quá trời cần cẩu công trình luôn, kho cần cẩu của các công trình đó. Đây giống như rừng đước. Cuối đường có đi ra được không? Bên phải là khu chung cư và có một phần đất trống, lau sậy mọc lên quá trời. Đường này hơi xấu ha. Phía trước có con đường kìa, mà thấy xe ít quá, hơi vắng xe. Con đường này mưa lớn là ngập, không cần nước lên luôn, ngập cái ao rau muống bên phải là ngập liền tới con đường này luôn. Nhưng phía trước là đường Đạo Trí phải. Đây có cái đống rác xây dựng. Xe bê tông, xe đổ gì? Không phải gì? Xà bần. Ở đây người ta đổ không? Chỗ chứa xà bần của cả thiên hạ ở đây. Ở đây là con đường Đạo Trí nè. Quẹo bên phải thì sẽ đi ra Hoàng Quốc Việt. Ngay chung cư mới xây nè. Bên trái là khu nhà kho, cảng xưởng ha. Ở sau lưng chúng ta theo con đường Đạo Trí thì ra cảng rau đó, ngay cầu Phú Mỹ. Cái hẻm này nó thông ra tới Đạo Trí luôn ha, cũng giống như trên bản đồ thể hiện. Đi qua những khu chung cư. Chung cư đây không có người ở hết nè. Ở trên mạng thì cũng có nhiều cái dự án rao bán đất nền ở khu đường Đạo Trí nè. Nền chỉ có 1 tỷ mấy 2 tỷ. Nhưng mà chắc đó là spam thôi, chứ ở quận 7 làm gì có nền nào mà 1 tỷ mấy 2 tỷ. Ít gì cũng phải 3-4 tỷ. Căn hộ đã không có giá dưới 2 tỷ rồi. Ở đây rất là nhiều cái vựa ve chai luôn á. Rồi thôi, cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Cũng hơi khá là dài rồi. Một vài ảnh ở con đường Huỳnh Tấn Phát và khu xóm hẻm 1135 để anh chị và các bạn xem, để mình thấy được cái khu xóm hẻm ở Sài Gòn, ở quận 7 ngày nay nó như thế nào ha. Cũng còn một cái khu xóm như là vùng quê cũng còn hoang sơ, và khu xóm ở đầu hẻm thì có rất nhiều những dãy nhà trọ. Ở cây xăng đây cũng nghỉ luôn. Và cái hiện trạng xăng dầu ở Sài Gòn nó như thế nào để anh chị và các bạn tiện nguyện hình dung. Một lần nữa chúc anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.